Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của EDG. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Trong tác phẩm Tây Hành Kỳ, kẻ mạnh xuất hiện đông đảo và Như Lai chính là kẻ khó lường nhất. Ông ta không chỉ mạnh mẽ mà trí tuệ cũng không ai sánh kịp. Có thể nói rằng Như Lai chính là người khôn ngoan nhất trong toàn bộ tác phẩm. Trong suốt cuộc hành trình bảo vệ thế giới của chính mình, Như Lai đã phải chiến đấu với rất nhiều đối thủ sừng sò từ Atula, yêu quái đại đạo rồi kể cả chính thiên giới. Mỗi lần gặp phải những đối thủ như vậy, Như Lai phải có cho mình sức mạnh đủ để chống chọi, vận dụng chúng trong chiến đấu. Vậy tới thời điểm hiện tại, Như Lai đã sở hữu cho mình những chiêu thức nào và đâu chính là tuyệt kỹ mạnh nhất mà ông đã từng sở hữu? Mời anh em cùng với LTC đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Top 5 tuyệt kỹ mạnh nhất của Như Lai tôn giả các bạn nhé. Vị trí thứ 5 của chúng ta, Thụy Ý Thiền. Thụy Ý Thiền chính là chiêu thức Như Lai thường sử dụng nhất. Một khi lâm vào mộng thiền sẽ giống như là đang ngủ say, nhưng lại có thể cảm nhận được mọi thứ của địch nhân, có thể nhìn thấy mọi thứ của đối thủ. Sau khi chiêu thức này được thực hiện, ngay cả các cao thủ có sức mạnh thần thánh cũng không thể nào làm tổn thương Như Lai. Ông đã từng sử dụng chiêu thức này để chiến đấu với thiên thủ phù đồ của sát tâm Quan Âm. Đương nhiên Như Lai không chỉ một lần sử dụng Thụy Ý Thiền. Trong trận quyết đấu với Quảng Mục Thiên Vương và Chí Quang Thiên Vương, trong trận quyết đấu này Như Lai cũng đã sử dụng Thụy Ý Thiền quyết chiến với hai vị vương. Như Lai cũng đã sử dụng phương pháp này để đối phó với các đấu sĩ của bộ tộc Atula ở lãnh thổ Atula. Chiêu này rất là lợi hại, là đại chiêu đặc trưng của Như Lai. Khi mà nhắc tới ông, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới Thụy Ý Thiền. Thêm nữa, đây cũng là tuyệt kỹ khắc chế hoàn toàn La Hầu. Khi mà ở cuộc chiến 300 năm trước, nhờ Thụy Ý Thiền, Như Lai đã thành công phong bế cuồng vương La Hầu, giải nguy cho toàn bộ thiên giới. Vị trí thứ 4 của chúng ta, Vô Ngã. Vô Ngã có thể nói là ở trạng thái chiến đấu rất là cao cấp. Trong trận chiến cuối cùng giữa Ngao Tuyết và Bắc Phương Tướng Quân, Ngao Tuyết đã bước vào cảnh giới Vô Ngã, thi triển Hoàng Kim Long Hồn của chính mình và đánh bại Bắc Phương Tướng Quân Tỳ Sa Môn Thiên. Khi đó Tỳ Sa Môn Thiên đã từng nói đây chính là cảnh giới mà hắn cả đời theo đuổi. Thế nhưng cho tới khi bại chiến, Tỳ Sa Môn Thiên cũng không thể nào chạm được tới cảnh giới Vô Ngã này. Như Lai thì khác, kỳ thực cũng đã sớm đạt tới trạng thái khi mà đối đầu với chiến sĩ Atula hạng 3. Mặc dù thần hồn của Như Lai lúc này đang bị thương từ trận chiến 16 năm trước và chưa hoàn toàn hồi phục, ông đã tiến vào trạng thái Vô Ngã chiến đấu với đấu hồn thiêu đốt của tộc Atula. Và với trạng thái này, Atula cực kỳ là hiếu chiến. Những cây rìu vô cùng khủng khiếp của đối thủ trực tiếp tấn công về phía Như Lai, tuy nhiên ông lại rất là bình thản. Với trạng thái cảnh giới Vô Ngã chiến đấu mạnh mẽ, Atula chiến sĩ đã không thể làm được gì cả. Khó trách Như Lai dám đối đầu với cả cuồng vương La Hầu. Tuy nhiên Vô Ngã cũng không phải là sức mạnh lớn nhất của Như Lai. Vị trí thứ 3 của chúng ta, Bất Diệt Kim Thân. Như Lai khi mà đối đầu với Quỷ Đầu Đao, một đấu sĩ hạng nhất, cùng với đó là Quỷ Sát, cả hai đấu sĩ Atula này đều là đấu sĩ hạng 1, sức mạnh kinh thiên. Như Lai đã phải lộ ra một phần thực lực mà ông đã cất giấu từ lâu, đã dùng Bất Diệt Kim Thân để đối chọi. Bất Diệt Kim Thân có thể nói chỉ có thể xuất hiện khi mà linh hồn đốt cháy đến một trình độ nhất định, hóa thành một bức tượng Phật kim sắc, cơ thể bất khả xâm phạm, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Cái thu vào bên trong chỉ là phẫn nộ, vì nó sẽ tái tạo ra sự tàn phá không thể cản. Khi mà Như Lai một mình đến Atula để đàm phán với Hổ Cơ, chúng ta thấy rằng Như Lai còn khoảng 80% sức mạnh. Lúc đó một mình ông khiêu chiến tất cả các võ sĩ của Atula, không ai là đối thủ của Như Lai. Sau đó thì trong cuộc chiến với Cuồng Vương, ông đã cứu được con trai của La Hầu chính là Toma. Trong trận này Như Lai tiếp tục quyết chiến với La Hầu. Trận chiến này tỷ lệ là 50-50, mà lúc này Như Lai mới khôi phục được 80% thực lực, có thể chống lại La Hầu thoát khỏi trong tay của hắn. Có thể thấy rằng Như Lai cường đại cỡ nào. Sau đó vào đêm trước khi mà Atula tộc xâm lược thiên cung, ông biến thành một chiến sĩ Atula để tìm gặp La Hầu. Và lần này họ chiến đấu trong thế giới tâm linh. Lần này thì La Hầu ở trạng thái đầy đủ, tinh thần chiến đấu cũng cực kỳ cao, La Hầu vẫn không thể nào chiến thắng. Điều này cũng có thể chứng minh Như Lai mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên La Hầu có nói đây chỉ là mộng ảo, ông không chấp nhận thua như vậy. Thế nhưng mà suy nghĩ một hồi, La Hầu lại thôi không quyết chiến nữa. Cơ bản là La Hầu cũng hiểu rằng rõ ràng cả hai gặp nhau mà mình lâm vào mộng ảo từ khi nào mà không hay. Nếu chiến đấu tiếp tục nữa, thua cuồng cũng vẫn sẽ là mình. Vì là đó, La Hầu đã hoàn toàn loại bỏ ý định quyết chiến lần nữa với Như Lai. Vị trí thứ 2 của chúng ta, Nộ Quyền. Như Lai thường được mọi người đánh giá là một vị thần hiền từ, thế nhưng thật ra ông cũng có mặt khác của mình, đó chính là mặt oán hận. Như Lai đã từng sử dụng Nộ Quyền khi mà còn ở tộc Atula, sử dụng chiêu thức này kết hợp với Bất Diệt Kim Thân của mình, suýt chút nữa đã giết chết Quỷ Sát. Ngay khi mà oán hận được hiểu nộ ra, Như Lai đã lập tức kiểm soát được nó. Nếu Như Lai không nhân từ, Quỷ Sát chắc chắn sẽ phải chết trong trận chiến này.
Cái gọi là nộ quyền thực ra là lấy sự tức giận làm sức mạnh của nó. Sự tức giận càng mạnh thì nó càng mạnh. Tuy nhiên Như Lai có thể kiềm chế sự tức giận của mình. Vì vậy ông rất ít khi sử dụng nộ quyền vào các cuộc quyết chiến. Và kim thân khổng lồ của Như Lai thực sự tương tự như là nộ quyền. Trong trận chiến với sát tâm Quan Âm, Như Lai mới chỉ sử dụng một phần nộ quyền, có thể nói nó không phải là nộ quyền hoàn chính. Tuy nhiên thiên thủ phủ đô tuyệt kỹ mạnh mẽ như vậy của sát tâm Quan Âm lại bị phân thân của Như Lai phá vỡ. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng khó hiểu, bởi vì sát tâm Quan Âm luôn ngang hàng với Như Lai ở trên thiên cung. Hai người đã nhiều lần giao đấu với nhau, thế nhưng chỉ xét về thực lực, sát tâm Quan Âm sẽ không yếu hơn Như Lai bao nhiêu. Huống hồ Như Lai chưa mở ra kim thân, sát tâm Quan Âm có thể vẫn chiến thượng phong, thế nhưng mà lại bị phân thân của Như Lai đánh bại. Vị trí thứ nhất của chúng ta, kim thân cuồng nộ. Kim thân mạnh nhất của Như Lai không phải là bất diệt kim thân, mà là kim thân cuồng nộ. Một khi mà thi triển ra sức mạnh bá đạo này, sẽ không có Phật pháp xuất hiện, mà bản thân Như Lai sẽ bị nhuộm một màu vàng kim, phong ngự cực kỳ mạnh, thân thể bất hoại. Như Lai đã chiến đấu với La Hầu trong giấc mơ, sử dụng kim thân cuồng nộ mạnh mẽ nhất, sử dụng tay không tóm lấy thanh Atula ma đao của cuồng vương La Hầu. Không chỉ vậy, ông còn trực tiếp dùng quyền nộ đâm xuyên cơ thể của La Hầu. Cuộc chiến đã phân rõ thắng bại. Thế nhưng khi mà La Hầu định thần lại, ông nhận ra rằng trận chiến vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Đây chỉ là khả năng độc nhất vô nhị của Như Lai, và mọi thứ trong giấc mộng đều là thật. Nếu họ thực sự chiến đấu, Như Lai sẽ đấm nát trái tim của La Hầu. Tất nhiên La Hầu cũng sẽ chém Như Lai, chết hay trọng thương thì cũng không rõ. Kết cục này hiển nhiên không tốt cho lắm, cho nên La Hầu cũng đồng ý với Như Lai sẽ không tấn công thiên giới nữa. Thế nhưng Như Lai sẽ giúp hắn dụ ba vị Atula vương khác ra mặt và sẽ giết ba vị vương trở thành vương duy nhất của Atula. Tổng kết lại, Như Lai là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân, ba cổ thần sau khi thức tỉnh được coi là thiên hạ đệ nhất. Điều này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thế nhưng để mà phân tích, nếu Như Lai có cuộc chiến với Tam Thanh, tỷ lệ chiến thắng của ông cũng rất là cao, vì ông chính là một vị thần thiên về trí tuệ, sử dụng sự thông thái của mình quyết chiến với một kẻ điên như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiên chắc rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là kẻ đầu óc bá đạo, chỉ có điên cuồng chiến đấu mà quên mất những thứ quan trọng. Như Lai sẽ chớp được thời cơ và tạo ra cơ hội cho chính mình. Vậy các bạn nghĩ sao về những tuyệt kỹ trên của Như Lai? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.